Cũng trong sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã đến thăm và động viên sản xuất đầu năm Quý Mão 2023 tại một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đến thăm FPT Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh bày tỏ vui mừng trước những kết quả nổi bật của đơn vị đạt được trong năm qua. Cụ thể, năm 2022, FPT Đà Nẵng đã đạt được mức tăng trưởng trên 20% cả về doanh thu và nhân lực, đóng góp ngân sách nhà nước khoảng 400 tỷ đồng, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, tạo môi trường sinh sống, học tập, làm việc với cảnh quan công viên, cây xanh, dịch vụ tiện ích tại khu đô thị FPT Đà Nẵng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới, đặt kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển, gặt hái nhiều thành công, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng hiện đại, văn minh. Đến thăm Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chúc mừng kết quả vượt bậc của doanh nghiệp trong năm qua và cho rằng năm 2022 là năm đầy biến động, khó khăn, thách thức của ngành dệt may. Song Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ tăng trưởng rất ấn tượng với doanh thu đạt hơn 5.140 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2021, đạt 122% kế hoạch năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu đạt 275 triệu đô la Mỹ, tăng 23% so với năm 2021, đạt 120% kế hoạch. Lợi nhuận đạt 337 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2021, đạt 156% kế hoạch. Thu nhập bình quân đạt 10 triệu đồng một người mỗi tháng, tăng 12% so với năm 2021, đạt 109% kế hoạch. Nộp ngân sách đạt 173 tỷ đồng, tăng 73% so với năm 2021. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chúc công ty tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2023 và ngày càng lớn mạnh. Tôi rất là vui, thật sự rất là vui trong bối cảnh chung khó khăn đó, nhất là ngành dệt may, khi rất nhiều công ty phải ngừng chấm dứt một số cái hợp đồng. Thì trước bối cảnh đó là thành phố rất lo lắng, nhưng mà nhìn lại thì đối với công ty chúng ta là doanh thu chúng ta đạt tăng 33% so với năm 2021, đây là một số rất là ấn tượng. Để mà trong cái bối cảnh này để giải quyết được 10.000 lao động không phải là đơn giản. Mà chúng ta ra Tết chúng ta có cái lương tháng 13 và thu nhập hàng tháng chúng ta đều đảm bảo cho người lao động. Và sau dịp Tết là không có ai là nghỉ việc. Đây là điều rất là trân trọng. Thay mặt lãnh đạo thành phố, chúng tôi rất là ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và cảm ơn những cái đóng góp của công ty trong thời gian vừa qua. Đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn Daiwa Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản, đang hoạt động tại khu công nghiệp Hòa Khánh, chuyên sản xuất dụng cụ thể thao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chúc mừng doanh nghiệp đã sản xuất kinh doanh hiệu quả trong năm 2022, với doanh thu đạt hơn 3.200 tỷ đồng, xuất khẩu trên 137 triệu đô la Mỹ, đóng góp ngân sách hơn 59 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 4.000 lao động. Chủ tịch Lê Trung Chinh chúc công ty sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong năm mới 2023 và chúc lãnh đạo cùng tập thể người lao động của công ty năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Đồng thời khẳng định Đảng bộ và chính quyền thành phố Đà Nẵng sẽ luôn đồng hành hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn Daiwa Việt Nam. Thăm Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển và Sản xuất Fujikin Đà Nẵng tại khu công nghệ cao xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá cao hoạt động của Fujikin, trong đó nhấn mạnh định hướng hoạt động của công ty là tạo ra các sản phẩm mang hàm lượng trí tuệ cao, rất phù hợp với ưu tiên phát triển của thành phố. Hy vọng trong thời gian tới, công ty và các sở ngành, trường đại học sẽ đẩy mạnh phối hợp trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thành phố luôn đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, hướng đến xây dựng thành phố đáng sống, đáng làm việc và đáng đầu tư. Cũng nhân dịp đầu năm mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng đã đến thăm động viên Đảng ủy và tập thể cán bộ công chức người lao động, Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của đơn vị trong thời gian qua. Lãnh đạo thành phố mong muốn trong khí thế của mùa xuân mới, tập thể đơn vị đồng lòng ra sức hoàn thành thắng lợi ba nhiệm vụ trọng tâm thành phố giao, góp phần cùng thành phố thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2023 là năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.